Sáng nay ngày mùng 1 Tết, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy đã đến thăm động viên cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham gia trực Tết. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã xây dựng kế hoạch phối hợp với các ngành đảm bảo ổn định trật tự tình hình để nhân dân vui xuân đón Tết, đồng thời tổ chức tốt công tác chăm lo Tết cho cán bộ chiến sĩ yên tâm vui xuân đón Tết. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Công an tỉnh đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các điểm bắn pháo hoa trong đêm giao thừa. Việc duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu trong những ngày cao điểm Tết Nguyên đán, chỉ đạo chuẩn bị tốt lễ giao nhận quân năm 2023 diễn ra sau Tết Nguyên đán. Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa biểu dương kết quả nổi bật của cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trong năm 2022, đồng thời đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục phát huy trí tuệ đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng là lực lượng nòng cốt bảo vệ Đảng, chính quyền, nhân dân, bảo vệ Tổ quốc, phối hợp với lực lượng công an giữ gìn trật tự an toàn xã hội, nhất là trong dịp mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão 2023. Đồng chí nhấn mạnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục làm tốt công tác tham mưu với Đảng ủy Quân sự tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng nghĩa vụ Quân sự tỉnh để thực hiện hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương năm 2023. Trước mắt là tổ chức lễ giao nhận quân năm nay đảm bảo đúng kế hoạch, đủ quân số, an toàn và đạt kết quả cao. Nhân dịp đón Tết cổ truyền của dân tộc, thay mặt tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa chúc toàn thể cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh cùng gia đình dồi dào sức khỏe đón mùa xuân mới trong không khí vui tươi, an lành và hạnh phúc. Lần nữa chúc mừng năm mới nha.